Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Văn Thịnh, 42 tuổi, tiến sĩ, nguyên giảng viên khoa sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Vụ án này đã làm dậy sóng dư luận trong thời gian gần đây. Theo cáo trạng, mặc dù Thịnh đang có vợ, hai con hợp pháp và sinh sống tại phường 1 thành phố Bạc Liêu, nhưng đã dùng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để lừa sống chung như vợ chồng với nhiều phụ nữ. Tháng 4 năm 2016, tại tỉnh Đồng Tháp, Thịnh thuê người làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả để lừa dối, chung sống như vợ chồng và có một con chung với một phụ nữ 36 tuổi là công chức tại tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình chung sống, người phụ nữ phát hiện Thịnh lừa tình, lừa tiền, có hành vi làm giả giấy tờ nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu. Trước đó, khoảng đầu năm 2011, Thịnh quen biết một phụ nữ 30 tuổi ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thịnh cho biết còn độc thân và người phụ nữ này đã tin tưởng chung sống như vợ chồng. Khoảng tháng 4 năm 2011, hai người tổ chức đám cưới. Sau đó, Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo là người chạy xe ôm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, làm giả giấy chứng nhận độc thân với giá 2 triệu đồng rồi cùng người phụ nữ này đến xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đăng ký kết hôn và sau đó đăng ký khai sinh cho con chung của hai người. Trong thời gian sống chung, người phụ nữ này phát hiện Thịnh chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác 28 tuổi ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên quyết định ly hôn. Sau đó, Thịnh chung sống như vợ chồng với người phụ nữ 28 tuổi tại phường 7 thành phố Bạc Liêu và có một con gái. Khi phát hiện Thịnh đã có gia đình, người phụ nữ này chủ động chia tay.